Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì vô tình là đi ngang cái chỗ này thì thấy không có người, và cái tin tức này cũng người Việt mình thường theo dõi, thành ra tí ghé vào thử xem thử tình hình như thế nào, tại vì nó có nhiều cái nguồn tin mà không biết là chính xác hay là không, thì mình liếc vào thử thì xem, thì không thấy cái xe nào ở đây hết, cũng như không thấy cái xây dựng gì hết, thành ra mới muốn coi thử. Thì có nghe nói cái nhà hàng lẩu ở Houston đó thì mở ra nhiều nhà hàng lẩu lắm, nhiều nhà hàng lẩu gọi theo món hoặc là buffet gì đó. Thì cái lẩu này á, cái lẩu này cũng là một dạng lẩu mà bây giờ đang đóng cửa, và quý vị biết á, một cái ly mà mặt bằng lớn vậy thì hàng tháng cũng phải trả cái tiền lease. Thường thường lease mà ký là ít nhất là 5 năm, 10 năm, chứ không có vụ ký 1, 2 năm đâu. Thành ra cái tiền đó cũng rất là nhiều đó. Nhưng mà đóng cửa này á, thì mình có nghe nhiều cái thông tin. Một trong những cái thông tin mà mình nghe từ cái người địa phương á, là với cái việc mà kinh doanh nhà hàng, ví dụ như là mở ra, mà Việt Nam bị tâm lý này rất là nhiều, thành ra là những ai kinh doanh thì cũng nên lưu ý, đúng không? Tức là mình thí dụ như là cái buffet đồ ăn mình chuẩn bị cho 10 người, thì mình để 10 người vô thì họ ăn ngon và họ cảm thấy là cái giá nó hợp lý. Nhưng mà thí dụ như mình đắt quá, tại nghe nói lúc đó là xếp hàng đông quá thì đắt quá, mà nếu mà mình không kiểm soát được chất lượng đó, mình không kiểm soát được cái phục vụ khách hàng á, thì mình sợ mất khách, mình có lùa vô đó, mình lùa vô mà thức ăn mình cũng chừng đó, hoặc là mình đổ nước thêm vô, mình để thêm vô, mình cắt phần ăn nó nhỏ ra gì đó chẳng hạn. Ví dụ bây giờ 10 miếng là sẽ cho 10 người, mà bây giờ mình có 20 người vô, cái mình cắt mỗi người còn có nửa miếng chẳng hạn, hoặc là mình đổ nước rồi thêm vô để cho nó đủ cho 20 người, thì đôi khi là chất lượng nó bị hạn chế, thành ra là người ta không ăn nữa chẳng hạn vậy. Thì sau một tháng, chưa tới một tháng gì đó, thì cái việc mà không biết là có cái tin đó có đúng hay không hay như thế nào, thì những ai mà rành biết á, thì có thể chia sẻ thêm đó. Thì mình nghe một trong những cái thông tin khi mở nhà hàng ra, mà nếu mà mình kiểm soát chất lượng không có đó, thì nó có những cái không tốt như vậy. Rồi còn một cái thông tin khác nữa mình cũng nghe là vì cái anh chàng này ảnh là đi du học ha, ảnh đi du học thì mình không biết ảnh có đi học hay không, nhưng mà nguyên lý của cái visa mà đi du học là như thế này, tức là cái visa ở Mỹ cấp cho Việt Nam là thường thường là 1 năm, cho dù mình học 5 năm, 4 năm gì đó thì cái visa vẫn cấp là 1 năm. Nhưng mà khi mình vô Mỹ á, thì cái I-94 họ đóng dấu lên, họ sẽ để cái chữ là DS, đi gạch ngang S, thì DS nghĩa là Duration of Status. Và DS á, thì as long as mà mình còn đi học một trường ở Mỹ, hoặc là thậm chí mình chuyển qua cái trường khác ở Mỹ, thì cái visa nó cũng sẽ hiệu lực. Ví dụ mình ở lại mình học 2 năm, 3 năm, 4 năm, không cần gia hạn gì hết, thì mình vẫn còn đi học ở một cái trường đủ tiêu chuẩn nhận du học sinh, thì cái visa đó vẫn có hiệu lực. Còn thí dụ mặc dù cái visa đó là 1 năm, nhưng mà mình qua mình học một học kỳ, sau đó mình không đi học đi, thì cái visa đó không còn hiệu lực nữa ha. Hoặc là mình học xong 1 năm rồi mà mình không đi học trường khác, thì visa đó cũng không còn hiệu lực nữa. Thì không biết có phải là him là đi về Việt Nam vì cái lý do là visa đó hay không, hay là như thế nào ha, và không biết là qua học cái chương trình gì đó. Thì những ai có thông tin thêm thì có thể chia sẻ thêm cùng biết những thông tin cái gì mà trong cộng đồng chúng ta biết để giải tỏa được những cái thắc mắc ha. Rồi đó là những cái thông tin cơ bản, thì mình vô tình đi ngang đây thì cũng xin phép chia sẻ thôi. Nếu mà ai có thông tin cụ thể gì hơn thì có thể comment, cũng như là có cái gì mà mình hy vọng là giúp cho cộng đồng hơn, tốt hơn, thì cùng biết. Mình không có ý định chỉ trích hay là gì ai hết, mình chỉ muốn tìm hiểu thông tin để những cái thông tin nó hỗ trợ giúp cho cộng đồng tốt thôi ha. Xin chân thành cảm ơn.